Mộng Anh sẽ đi chi tiết giới thiệu với các bác cùng chơi về một con âm ly lích nhá. 70, còn cả vỏ gỗ zin, vỏ gỗ zin đây. Đấy, yên tâm chơi và trải nghiệm và còn rất là đẹp, sạch sẽ, có thể nói rằng là đẹp nhất từ trước đến nay em Mộng Anh từng thấy. Điện 220V yên tâm chơi và sử dụng. Có cái chú ý đấy là có thể cắm ở cổng tép ở phía đằng trước mặt này với cái loại cái giắc cắm DIN 5. Khi mà cắm cổng tép rồi thì sẽ không chỉnh được bát chép hay là những cái tính năng phụ khác. Muốn chỉnh chơi được những cái tính năng ở phía đằng sau, những cái cổng khác, ví dụ như là replay hay là tuner, thì phải nhả cái đường tép monitor này ra nhé. Và phía đằng sau đây thì chú ý nữa là cái phần cọc loa, cái cần cọc tín hiệu khá là gần nhau, bởi vậy là nên tìm lựa chọn những cái dây dẫn, những cái dây mà có cái jack RCA nhỏ dạng như vậy chẳng hạn. Đây cũng là một trong những cái dòng dây khá là hay. Các bác có thể thấy là em Hồng Anh có những cái jack tín hiệu cho phép cắm rút ở trên những cái thiết bị cổ mà không sợ bị kích. Những cái jack tín hiệu rất là tốt nhé, những cái dây chuẩn chỉ, giá thành hợp lý. Các bác cần chơi dây tín hiệu để phù hợp cho con âm ly này thì em Hồng Anh cũng có rất nhiều để đáp ứng cho các bác cùng chơi. Các bác có thể thấy cắm rất là tốt và ôm khít. Trở lại chuyện hai chúng che đường ngọn đêm vắng bước chân em như tên rồi thời gian qua lối thì tay chẳng tay buồn bạc thêm vai hành trang đường dài vì đời đêm riêng hai chúng mình đến khi vắng anh đường đã thay tên còn chẳng kỷ niệm lạnh đầy theo tiếng bước từ từ đi em Hồng Anh gửi lời chào đến các bác đam mê audio. Không biết là các bác có đón chờ những cái video đến từ em Hồng Anh hay không. Mọi thông tin có thể liên hệ hoặc kết bạn qua Zalo số điện thoại 086 688 0998 để được em tư vấn hỗ trợ và phục vụ các bác nhé. Em ở Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Nếu các bác cảm thấy những cái clip của em hay và bổ ích, rất mong các bác cho em một like để động viên khích lệ tinh thần. Nhớ nhấn chuông và nhấn đăng ký để tránh bỏ lỡ những cái sản phẩm hay tốt về hàng ngày. Hôm nay em Hồng Anh lên một cái clip để giới thiệu về một con âm ly. Có lẽ là bác nào yêu thích âm ly cổ, yêu thích cái chất anh mộc mạc, và đặc biệt là muốn sưu tầm một con âm ly đủ tốt, thì có lẽ là rất đón chờ con âm ly này, âm ly Lick 70. Khá là hiếm ở trên thị trường các bác nhé. Em không biết rằng là con này đã được gọi là đẹp nhất ở trên thị trường chưa, nhưng mà chắc chắn nó là con âm ly đẹp nhất mà em Hồng Anh từng sở hữu và từng được có. Bản thân cái dòng 70 này đã rất là hiếm và rất là cổ rồi. Thật sự là để tìm được những em âm ly đẹp được như thế này thì rất là hiếm các bác nhé. Các bác có thể thấy độ đẹp đến đâu.
Em Hồng Anh thì đang quay bằng cái điện thoại cũng tương đối là rẻ tiền thôi, nên là có thể là nó không toát lên được cái vẻ đẹp được như ở bên ngoài, nhưng mà cũng cố gắng truyền tải và quay kỹ nhất để các bác có thể nhìn thấy. Đó, các bác có thể nhìn chữ nghĩa mọi thứ đầy đủ. Đây là một trong những em âm ly có giá trị sưu tầm rất là cao, và theo em Hồng Anh với cái tầm giá của nó thì có lẽ rằng là quá xứng đáng để chơi rồi. Chất âm hay, cho phép phối ghép với lại rất nhiều những cái đôi loa cổ, loa châu Âu, âm thanh hoàn toàn khác biệt. Và dòng 70 này thì cái công suất cũng khá là khỏe rồi, đủ để phối ghép với hầu hết những cái đôi loa có ở trên thị trường. Bởi vậy các bác cũng hoàn toàn yên tâm chơi các bác nhé. Em quay qua thì còn cũng giới thiệu được phần nào về em nó thôi. Đây là phần vỏ gỗ, và đặc biệt là cái vỏ gỗ zin như thế này thì cũng quá là hiếm. Đại bộ phận sẽ là vỏ gỗ được làm lại thôi. Tất nhiên rằng là theo quan điểm của em Hồng Anh, tùy các bác thích zin hay là làm không vấn đề gì cả. Nhưng nếu mà vỏ gỗ được đóng lại thì cũng hoàn toàn tốt, không có vấn đề gì. Bởi vì rằng là người bán họ cũng phải bỏ tiền túi ra mới có thể đóng được một cái vỏ gỗ mới cho các bác cùng chơi. Thế còn cái vỏ gỗ zin này đôi khi nó đáng giá tiền triệu rồi cũng không thể mua được bác nhé. Đặc điểm nhận dạng dễ nhất đấy là nó có hai cái da ở hai bên màu đen này. Tất nhiên là cái da này thì cũng làm dễ thôi, cũng chả có cái gì khó cả. Dán vào là được mà. Đấy, cái phần này là phần ốp ở bên trong này, vỏ gỗ dán nhé. Mặt chém vát và có một cái nóc giả da ở phía trên để che bảo vệ ở phía bên trong để cho nó đỡ bụi nữa. Có cái khóa ở phía đằng sau. Cái khóa ở phía đằng sau đây, nó khóa ốc để bắt vào cái chỗ này. Ở đây thì em Hồng Anh may mắn thì có luôn cái rắc rắc cắm cho âm ly lích nhá. Nhưng cái rắc này thì xin các bác là các bác cần mua thì các bác mua thêm thôi. Còn không tặng kèm được. Bộ rắc này đang có giá là 780.000 để chuyển ra bắp chuối cho các bác tiện chơi nhé. Rắc này em Hồng Anh xin khẳng định là bác nào không chơi âm ly lích thì có thể không cần, nhưng mà một khi đã cần thì kể cả có tiền chứ chắc đã mua được đâu các bác ạ. Cực kỳ hiếm luôn. Nói chung là em âm ly đẹp nhất từ trước em Hồng Anh đã từng thấy. Đây là vỏ gỗ zin của nó nhé. Vỏ gỗ zin. Đây, cả những cái phần ghép nối rất là đặc trưng. Đấy, cái clip này em Hồng Anh sẽ quay kỹ và cận cảnh rõ để các bác có cái nhìn tổng thể nhất về một con âm ly lick. Đó là vỏ gỗ, còn đây là con âm ly. Các bác có thể thấy nó mới như thế nào thì các bác tự nhìn và đánh giá giúp em Hồng Anh. Không phải là đồ của mình mà mình khen đâu các bác ạ, nhưng mà quả thật là nó đẹp thật, đẹp từ trong ra ngoài. Ở đây còn một cái cầu chì sơ cua ở đây này, 2A này. Đó, em này tổng công suất là 150W và là đa dòng điện nhé, hoàn toàn có thể chơi từ 130 này, 117 này, 110 này, 210 này, 230, 250. Rất là thoải mái ở trong việc cắm rút. Và hàng Anh nhé, Made in London, England. Âm ly 70 là đời cao rồi. Chất lượng trong dòng âm ly cổ. Tất nhiên những cái con này tuổi đời nó cũng phải 5-60 năm tuổi rồi các bác nhé. Đấy, 5-60 năm tuổi đây. Nhìn mới như vừa xuất xưởng, không hiểu sao cũng có thể mới được như thế. Phần biến áp nguồn rất là lớn luôn, đi dây dợ các thứ cẩn thận chỉn chu tỉ mỉ. Nói chung là chả có gì để phải bàn về con âm ly này nữa cả. Xuất âm tụ hai con là tụ này, hàn tụ nguồn đây, hai con tụ này rất là lớn nha, tụ nhôm rất lớn. Và thiết kế rất là thông minh, em Hồng Anh đã từng nói rồi, đấy là những cái vỉ cắm đứng như thế này rất tiện trong việc là kiểm tra và sửa chữa. Ví dụ là âm ly nó gặp sự cố thì nhấc cái này ra này, sau đó là đảo vị trí hai bên, chú ý là phải cắm đúng. Nếu mà không cắm đúng thì nó không kêu được. Chú ý phải cắm đúng, cũng là tránh hỏng hóc nữa. Đây vì cắm nhá.
Và trong nhiều trường hợp, nhiều khi âm thanh cứ bị đang gặp vấn đề ấy, cũng có thể là do tiếp xúc giữa cái vỉ này với lại cái phần ở dưới này nó không được tốt này, thì có thể nhấc vỉ ra, sau đó là lấy chổi hoặc là lấy bông để vệ sinh lau chùi cho cái tiếp xúc nó được tốt nhất, thì âm thanh đôi khi nó sẽ không bị ví dụ như là bị lạo xạo hay là bị rè hay là bị vân vân, hoặc là đôi khi cái phần thanh chặn này nó bị kênh nó không chuẩn này, dẫn đến là khi chặn là cái này còn có thể cái vỉ này nó bị vặn đi một chút là cũng có thể gặp sự cố. Nói chung rằng là đây là những cái mẹo rất là đơn giản ở trong cái việc là kiểm tra ban đầu, hoặc là đảo hai vế với nhau. Nếu mà hai cái vỉ này đảo cho nhau, tự nhiên rằng là cái lỗi nó chuyển sang vỉ bên, chuyển sang loa bên kia chẳng hạn, thì xác định được là à cái vỉ này có vấn đề hoặc là cái vỉ này có vấn đề, thì từ đấy rằng là cái việc sửa chữa nó cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn khi mà mình khoanh vùng được cái bệnh của nó. Đó, ví dụ như vậy nhé. Ở đây các bác có thể nhìn DJ rất là cẩn thận. Cái clip này thì em chủ yếu tập trung để nói về một con âm ly. Có lẽ là nghe và trải nghiệm thì bác nào cũng đã trải nghiệm và nghe rất là nhiều rồi. Thế còn ở đây thì giới thiệu qua về cái độ đẹp về con âm ly này. Đấy, ở đây là sò zin hết các bác nhé. Các bác có thể thấy. Nhưng mà họ hàng hồi xưa nhiều khi họ cũng tiện tay ấy, sò nào là họ lắp sò đấy. Ở đây trên con âm ly này có đến hai loại sò cơ, nhưng mà đều là sò zin, và em mong anh khẳng định là zin nhé. Thật ra chỉ cần nhìn bằng mắt thường thì cũng đã biết là zin hay không rồi. Ví dụ ở đây là ba cái con sò, sò S. Sò S này nếu mà để ý thì rất hay gặp ở trên âm ly Roger. Âm ly Roger của anh ấy, các bạn có thể thấy ở đây nó hơi tối và hơi khó nhìn một chút. Đó, các bác có thể nhìn 3055 à? Em nhìn không nhầm là thế. Sò S nhé, sò S này, sò S này, trong góc này cũng là con sò S hơi tối. Con ở ngoài này là con sò RCA, nhưng mà zin nhé, các bác nhìn từ những cái con ốc của nó này, đó, đều zin hết, cùng một màu hết nhé. Sò RCA thì gần như đến 99% những con âm ly lick thì 70 đều là cái sò RCA này, chứ còn được cái sò S này thì lại quá ngon. Bởi vậy rằng là các bác cứ yên tâm rằng là hàng cổ hồi xưa, cái tư duy của việc từ 5-6-70 năm trước ấy, nó không giống như mình bây giờ đâu. Là tiện rằng là những cái con cùng chỉ số, những hàng tiện là họ lắp vào thôi, chứ cũng cứ không phải rằng là nó phải đồng bộ với nhau 100% thì mới là zin. Đó, nhìn những con ốc này là biết. Nói chung rằng là em âm đi đẹp, hoàn hảo, chất lượng chuẩn chỉ, mọi thứ từ A đến Z, em hoặc anh bảo thế nào thì nó sẽ là như thế các bác nhé. Các bác cứ yên tâm chơi, một cái biến áp nguồn rất là lớn, âm ly rất là nặng các bác ạ. Quay trở lại mặt trước này thì em này cho phép đánh được hai đôi loa, một bên là remote, một bên là main đây, hoặc là đánh được đồng thời luôn cả hai loa luôn, một nút power và tắt nguồn, cũng như là những cái ngõ tín hiệu đầu vào. Ở đây có cũng rất nhiều tuner này, replay này, pick up 1, pick up 2, hoặc là đường tép này, đường ưu tiên này. Khi ấn đường này vào rồi thì tất cả những cái tính năng ở trên này thì đều không được sử dụng. Đó. Pick up hình như là của phần phono thì phải, của đĩa than phải, em nhớ không nhầm gì thế. Ở đây thì có những cái đường kích tín hiệu như ở tuner 2 trong trường hợp mà tín hiệu nó bị yếu, hay là cắm điện thoại chẳng hạn, nghe tiếng nó yếu thì có thể đẩy tiếng lên. Đây là phần gain, đẩy lên phần 2 này, tiếng nó sẽ lớn hơn nhá. Đấy, còn bình thường thì sẽ sử dụng như là replay này, tuner này, 2 này. Tuner 1 là của MC rồi. Ở đây là họ ghi sẵn giữ MC ở đây rồi. Không nhầm là cho đĩa than rồi. Đó. Sạch sẽ, đẹp đẽ từ A đến Z, và chất âm thì hoàn hảo. Em Hồng Anh em này về cắm điện chạy luôn, dây nguồn cực kỳ dài. Đây, em sẽ cầm cái dây nguồn của nó lên để cho các bác cùng xem. Các bác đợi em một chút. Thao tác nó hơi chậm chạp một chút. Đây các bác có thể thấy phần dây nguồn đây. Dây nguồn quá dài với lại cái phích cắm là chuẩn của anh nhé. Trong có cầu chì bảo vệ. Phích cắm xịn luôn. Electra này. Trong trường hợp mà các bác made in England nhé, các bác muốn dùng phích khác thì bảo em đổi cho. Phích cắm anh xịn. Nói chung rằng là sưu tầm được một em âm ly với cái vỏ gỗ zin là cực kỳ khó đấy các bác nhé.
và đẹp hoàn hảo như thế này. Đặc biệt là con này cũng em cũng cân nhắc rất nhiều, nhưng mà vẫn quyết tâm là mua và cho về. Mặc dù chi phí bây giờ nó rất là cao, thật sự rằng là có những cái món hàng mà đôi khi trong cuộc sống phải chấp nhận rằng là giá nó cũng sẽ tăng và lên, có những lúc còn lên hẳn 1-2 triệu, nhưng mà cuộc chơi mà đẹp xuất sắc thì vẫn cứ chơi thôi các bác ạ, không có vấn đề gì cả. À, em Emily này em giao lưu với các bác với mức giá là 8.200.000 các bác nhé. À, cái vỏ gỗ zin của em thôi cũng đã đáng giá tiền triệu rồi đấy các bác ạ, cũng không có để mua đâu. Còn một cái vỏ đóng thì ít nhất cũng phải tầm 8-900.000 rồi, trở lên rồi. Không muốn nói là tầm khoảng 1 triệu một cái vỏ đấy rồi. Nếu mà làm đẹp và kỹ, tùy vào cái độ cẩn thận cũng như là chỉn chu của người đóng làm đến đâu. Mà em sẽ test cho các bác cùng nghe một vài những cái bản nhạc nhỏ với lại cái đôi loa loa Pháp nhé. Mời các bác cùng nhau và thưởng thức, đeo tai nghe để trải nghiệm. Có gì thì liên hệ với em Hồng Anh. Và các bác yêu thích và cảm thấy muốn trải nghiệm thì liên hệ với em nhé. Cho em thông tin người nhận và chuyển khoản. Cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi đồng hành cùng với những cái sản phẩm đến từ em Hồng Anh. Nhớ nhau đôi trái tim vàng, một dàn thiên lý dâng ngang, đường tình hai đứa thêm thương. Tại em đó nên duyên mình lẻ, ai ngờ rằng đâu tình đã chia phôi. Tại em không hiểu hay bởi do trời, trời đầy hai đứa hai nơi, để rồi nay thấy buồn cả. Thank you.
cầu mong chẳng lạnh lùng. Em như một ngày mộng mà ta hằng ngại ngùng. Sẽ dù ta nghìn nhớ một ngày thoáng mây đưa, cuộc tình sẽ như thơ. Em như giọt rượu nồng dìu ta vào cuộc mộng. Em như vạt lụa đào quyện ta lời thì thào. Sẽ qua đi ngày tháng, tình rồi cũng xa mưa buồn. Cuộc tình ngỡ đã xa xưa, đã xanh xao từ thuở nào. Chợt người đến với tim ta, xóa tan đi một mảnh đời. Cuộc tình quý giá mong manh, có chơi với ngược dòng đời. Nghìn trùng dòng sông có vui. Ôi sao người miệt mài, ngày vui nào còn dài. Ta ưu phiền từng ngày, vội trốn cuộc tình gây. Chết đi theo lời nói, rừng nào có xa mưa, tình nào sẽ như thơ. Sao chưa gặp một lần mà nghe tình thật gần. Xin cho được một lần gọi tên người thì thầm. Có qua đi ngày tháng, trả lại thoáng mây mây.